Rồi chào bà con nha, hôm nay mình gáp ống nè anh em, coi cái ống đầu vô nó có miếng gon cao su nè, nó hay bị rớt mắt nè. Phải lắp miếng gon cao su này á, thì mới mặc chế độ tự hút được nha. Không có là nó bị nhéo nhót thôi là không thể nào tự hút được nha. Đó. Vậy là ok. Không để cho cái đầu này nó xuống nước kịp nước nữa nha. Rồi. Rồi đó. Vậy là nó chìm nước nha. Còn đây gọi người ta gọi là lăng nha. Đây là lăng bỏ túi. Mẹ túi nhỏ quá nhét vô quần đi. Coi thằng nào bự hơn. Nó chưa mắc lộn. Đây ống này. Lấy một cuộn xuống đó, rồi cho thứ này. Còn chạy ống là mình chạy như thế này nè. Này. Chạy ống. Dài dữ vậy? Này mình hai con một cuộn là 20 mét nha. Dài quá. Là mình kết nối vô đây nè. Thử con thôi vậy. Để từ cạnh bên đây nè. Mình xoay. Xoay chừng nào mà nó đụng cạnh bên kia rồi ok. Cái này còn mới hơi rít khỏ nó. Rồi ok, cái này là mở qua anh nè. Mở ngay theo cái hướng này là qua anh mở nè. Đâu còn đâu lại. Đành dừng lắm. Mình kéo đi. Rồi dặn hành máy là khoảng 2 đến 3 người nha. Dính đó. Ra nhỏ lên từ từ nha. Dính. Rồi ok. Rồi nha. Rồi. Thôi chạy ra nhỏ.